Nhân sâm với cai rượu, thuốc lá và ma túy. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng nhân sâm rất hữu ích trong việc loại bỏ độc tố khỏi cơ thể khi cai nghiện rượu hoặc ma túy. Nó giúp giảm mệt mỏi và sức sống kém liên quan quá trình cai nghiện, là một bước quan trọng để giải phóng một người khỏi nghiện rượu hoặc ma túy. Nghiên cứu đã phát hiện, mọi người phục hồi nhanh hơn sau tác dụng của rượu khi họ đang dùng nhân sâm. Loại thảo dược này kích thích sản sinh hai loại men gan là alcohol-dehydrogen và aldehyde-dehydrogen, giúp cơ thể chuyển hóa chất cồn trong gan sang dạng ít độc hơn. Khi những người tình nguyện khỏe mạnh uống quá nhiều rượu, 2,5 ounce rượu vodka loại 50 độ cho mỗi 140 tao trọng lượng cơ thể trong 45 phút, nhân sâm giữ nồng độ cồn trong máu thấp hơn nhiều so với những người cùng uống rượu mà không uống nhân sâm, khoảng 50%. Các nghiên cứu được thực hiện ở châu Âu đã chỉ ra rằng nhân sâm có thể cải thiện bệnh gan mãn tính ở người cao tuổi, những người có gan bị tổn thương do sử dụng quá nhiều rượu hoặc ma túy. Sau khi sử dụng nhân sâm, nồng độ men gan của họ được cải thiện, mặc dù bản thân gan đã bị tổn thương. Nghiên cứu sơ bộ chỉ ra rằng, nhân sâm có thể hữu ích trong việc ngăn ngừa nghiện morphine và các loại thuốc giảm đau mạnh khác được sử dụng trong cơ sở y tế. Các nhà nghiên cứu Nhật Bản tại Đại học Nagasaki đã tiến hành một nghiên cứu nhằm kiểm tra tác dụng của nhân sâm đối với các loại thuốc giảm đau, bao gồm cả morphine. Họ phát hiện ra rằng, nhân sâm ức chế sự dung nạp và phụ thuộc vào morphine của bệnh nhân. Nếu bạn đang có kế hoạch giải độc cơ thể khỏi tác động của thuốc và hoặc rượu, hãy thảo luận về việc sử dụng nhân sâm với chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn.